những vụ án chấn động. Hung thủ ẩn mặt. Động cơ tiềm ẩn. Đấu tranh tâm lý. Phác thảo chân dung tội án. Tất cả có trong giải mã trọng án. Trời đất ơi, Nga, làm cái gì vậy? Dậy đi! Nga, dậy, nhà có chạm rồi kìa! Dậy! Tôi bị giết rồi. Anh vui lòng gửi định vị giúp chúng tôi. Tin báo về một cái chết chưa rõ nguyên nhân liền được chuyển đến phòng hình sự. Đội kỹ thuật hình sự và khám nghiệm hiện trường nhanh chóng có mặt tại hiện trường của vụ án. Bị hại được xác định là Lê Thị Nga, 32 tuổi, công việc hiện tại là bán hàng online tại nhà. Vụ án bước đầu được xác định giết người cướp tài sản. Nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định nạn nhân bị ngạt đường hô hấp. Thời gian tử vong khoảng từ 18 giờ 15 phút đến 19 giờ 30 phút cùng ngày. Đây là Nguyễn Tấn Đạt, chồng của bị hại, 35 tuổi. Anh đang là trưởng phòng kinh doanh của một công ty bất động sản. Anh chia sẻ, vợ chồng lấy nhau được 3 năm, cả hai chung sống rất hạnh phúc và đã dự tính đến chuyện sẽ có con vào cuối năm nay. Qua lời khai của người chồng, hung thủ đã lấy đi chiếc điện thoại giá trị của chị Nga. Đó cũng là phương tiện chị Nga thường dùng để livestream bán hàng. Ngoài ra, trên tay trái của chị Nga còn một chiếc vòng trị giá khoảng hơn 5 triệu đồng. Anh Đạt nhớ rõ vì đó là món quà anh tặng vợ mình nhân kỷ niệm 3 năm ngày cưới của họ cách đây 5 tháng. Và dĩ nhiên, anh Đạt không quên tiết lộ với điều tra viên về đối tượng tình nghi anh chạm trán trước nhà vào chiều nay. Anh Đạt tin là nếu được nhận diện, chắc chắn anh sẽ nhận ra chân dung của hung thủ. Điều nghiêng lại một vụ cướp của giết người xảy ra vào lúc chạng vạng, đội trưởng đội điều tra đưa ra hai khả năng. Một là hung thủ rất am tường khu vực, theo dõi rõ hành tung của gia đình anh Đạt, chị Nga. Hai là hung thủ thấy nhà khang trang và dễ đột nhập nên đã làm liều. Từ chiếc lắc vàng và chiếc điện thoại bị mất tại hiện trường, ban chuyên án quyết định cho các tổ trinh sát tiếp cận các cửa hàng điện thoại và tiệm vàng để xác định nghi phạm. Cùng lúc này, bên pháp y xác định chi tiết quan trọng. Vết màu đỏ dính trên gối của chiếc sofa phòng khách không phải là vết máu, mà chính là vết son trên môi của bị hại. Từ bằng chứng này, hành vi và tội ác của hung thủ được phục dựng lại như sau. Phát hiện căn nhà không khóa hoặc đã nắm rõ hành tung của gia chủ, hung thủ đã lẻn vào lúc chạng vạng. Vào nhà, hắn phát hiện người vợ đang ngủ trên sofa. Hắn rón rén lấy đi chiếc điện thoại. Thấy người vợ ngủ say, hắn tháo chiếc lắc dễ dàng. Lúc này chị Nga thức giấc và hung thủ đã xuống tay với bị hại. Từ việc thu thập đối tượng tình nghi tại một tiệm vàng, tổ chuyên án xác nhận hung thủ chính là Lương Hoàng Thiện, một đối tượng từng có tiền án tiền sự về tội trộm cắp. Ban chuyên án đang đến nhà của Thiện, cách hiện trường gây án khoảng 20 phút.
À, nay mẹ con giỏi ghê á, ăn hết trơn luôn rồi. Cha mày chứ giỏi thì mẹ cũng phải ráng ăn giỏi để sống khỏe, còn lo cho mồ mả cha mày nữa. Cần gì mẹ phải lo, chuyện đó con lo được mà. Thôi đi ông Thần, nói hay quá hen. Có bao giờ ông ở nhà được 2 ngày cho tôi đâu mà ông mới để ông lo. À, mẹ con có ít tiền, con gửi mẹ giữ giùm con. Chắc con phải đi xa vài ngày, mẹ ở nhà tự lo nha. Ở đâu mà mày có tiền nhiều vậy? Dạ. Rồi mày tính đi đâu? À... nè, mày đừng có nói với tao là tiền này mày ăn cắp nữa nha. Dạ không có đâu mẹ. Con đâu bao giờ dám tái phạm nữa. Mẹ phải tin con chứ. Anh Đạt không khó khăn nhận ra chính Thiện là kẻ đột nhập vào nhà mình gây án. Các bộ ơi, lúc đó em có lén vào nhà của người đó thiệt, nhưng mà em không có giết người. Các bộ phải tin em. Các bộ tin em đi các bộ. Em lén vào nhà, xong rồi em thấy cái cô đó cô ngủ say quá. Em có lấy cái điện thoại với cái vòng tay. Nhưng rồi em định lấy ra bông tai nữa. Nhưng mà lúc đó cô ngủ thiệt. Em mới đụng vào ra bông tai là cô trở mình, cô định thức nhất. Cái em sợ bị phát hiện, em bỏ chạy luôn, em không có giết người các bộ. Em bị quan mà các bộ tin em đi các bộ điều tra kỹ lại giùm em đi các bộ. Vụ án có vẻ được phá rất dễ dàng, nhưng trong nghiệp vụ có một nguyên tắc: cái gì càng đến quá dễ thì càng phải hoài nghi. Trong lúc đang suy nghĩ về cách thức đột nhập vào nhà anh Đạt của hung thủ, chính người mẹ của Thiện đã chủ động đến gặp ban chuyên án. Chú công an ơi, con tôi nó ăn cắp. Tôi xin lỗi, vì tôi là mẹ nó mà tôi không biết dạy dỗ nó. Nhưng nó không có giết người đâu, tôi thề đó. Nhưng tại sao cô có thể dám đảm bảo là... Vì tôi là mẹ nó, tôi hiểu nó và tôi tin tưởng nó. Nó có hiếu với tôi lắm, cho nên tôi dám cam kết là con tôi không bao giờ mà làm cái chuyện ác nhân tất đức như vậy đâu. Chú công an ơi, chú có thể cho tôi gặp nó được không? Được không chú? Lúc này điều tra viên nhớ lại, khi khám nghiệm hiện trường, anh phát hiện bị hại vẫn còn một tài sản giá trị trên người là đôi bông tai kim cương. Lý gì đã sát hại chị Nga mà hung thủ vẫn không lấy đi thứ giá trị này? Nó hứa với tôi, nó về nó cho tôi ăn cháo khoảng đâu 6:30. Tôi đâu có ngờ là nó dám làm cái chuyện tài đình đó đâu. Vậy chị có biết chị Nga đã bị sát hại không? Mà không phải hung thủ đã bị bắt rồi hả? Rất có thể anh ta còn có đồng phạm khác nữa.